Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Nội dung bài giảng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài số 22 Sự đa dạng của thế giới sinh vật, các đới thiên nhiên trên trái đất, rừng nhiệt đới. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng thuộc các môn cơ bản khác nhau, nhanh chóng tiếp cận với những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên trên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Từ đó thì hãy nhấn nút đăng ký ở bên phải phía dưới màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta có thể tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 179 của bộ sách Cánh Diều, đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Như các bạn đã biết, các cơ thể sống thì luôn tồn tại và phát triển ở những môi trường khác nhau và tạo nên sự khác biệt cũng như tính đa dạng của giới sinh vật ở trên trái đất. Vậy, sự đa dạng của sinh vật ở trên trái đất được biểu hiện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong 2 tiết qua 4 phần. Với tiết số 1 sẽ tìm hiểu về sự đa dạng của thế giới sinh vật, các đới thiên nhiên trên trái đất. Tiết học số 2 chúng ta sẽ tìm hiểu về rừng nhiệt đới và trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng lên màn hình để tìm hiểu về mục số 1, sự đa dạng của thế giới sinh vật. Để tìm hiểu được về sự đa dạng của giới sinh vật thì các bạn hãy quan sát vào trong hình 22.1. Hãy kể tên cho cô một số loài thực vật, động vật sống trên lục địa, ở biển, đại dương và ở vùng Bắc Cực. Các bạn có thể hướng lên trên màn hình và tìm hiểu xem những loài động thực vật này thì sống ở những môi trường như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy ở đây có chuột này, có hoa hồng này, xương rồng, gấu, chim, cánh cụt hay cua. Hay thực vật thì có san hô, hải quỳ, hoa hồng, xương rồng. Thế các bạn hãy sắp xếp xem những loài động thực vật này thì nó sống ở môi trường nào. À, chúng ta có thể thấy như chuột nhảy thì sẽ sống ở trên lục địa và cụ thể đó là ở khu vực sa mạc này. Hoa hồng hay xương rồng cũng tương tự như thế. Còn và lạc đà cũng là loài động vật sinh sống ở lục địa và sống ở vùng sa mạc khô cằn. Còn đến ở trong vùng lạnh giá Bắc Cực trên thì có chim cánh cụt và gấu Bắc Cực. Ở khu vực dưới nước thì sẽ có cua này, có hải quỳ này hay có san hô này. Thì đây là những cái loài thực vật và động vật sinh sống ở dưới nước. Vậy từ đó thì chúng ta thấy được cái môi trường sinh sống của các loài động thực vật rất là đa dạng đúng không? Chúng ta rút được ra kết luận sau đây. Các bạn có thể ghi vào trong vở. Sinh vật thì gồm thực vật, động vật, vi sinh vật và các dạng sống khác nhau. Chúng tồn tại ở trong đất, nước và không khí. Các bạn có thể nhanh chóng ghi chép phần nội dung này vào trong vở để sử dụng làm tư liệu học bài. Và ở trên lục địa thì sinh vật tập trung chủ yếu ở khu vực nào? Các bạn hãy tìm hiểu nội dung này ở trong sách giáo khoa để trả lời cho cô. Ở trên lục địa thì sinh vật nó sẽ tồn tại tập trung chủ yếu ở đới nóng và đới ôn hòa. Ở đới lạnh và vùng có độ cao từ 6.000m trở lên thì sinh vật chủ yếu là các loài đặc hữu. Bởi vì ở khu vực đới nóng và đới ôn hòa thì có nhiệt độ ở mức trung bình, có thể giúp sinh vật dễ dàng thích nghi, sinh sống. Cũng giống như con người chúng ta cũng thế. Thì con người thường phân bố chủ yếu ở những cái khu vực có nhiệt độ cao và nhiệt độ trung bình, chứ rất là ít người có thể sinh sống được ở những cái vùng lạnh giá như ở Bắc Cực, đúng không? Và những cái khu vực trên 6.000m thì tức là những khu vực đấy thì có băng tuyết bao phủ quanh năm thì rất là khó khăn trong việc sinh sống. Thứ hai, sự đa dạng của thế giới sinh vật ở trên lục địa thì các nhà khoa học đã ước tính có khoảng 10 đến 14 triệu loài sinh vật sống trên bề mặt trái đất. Trong đó thì có khoảng 4 loài
4.000 loài thú, hơn 6.000 loài bò sát và hơn 9.000 loài chim, hơn 30.000 loài cá và hơn 15.000 loài thực vật trên cạn. Các bạn thấy sinh vật ở trên cạn có đa dạng không? Rất là đa dạng đúng không? Các bạn có thể nhanh chóng ghi chép vào vở nhé. Thứ hai thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loài sinh vật ở dưới nước. Thì các bạn hãy kể tên cho cô một số loài động thực vật sinh sống ở dưới nước. Chúng ta hãy nhanh chóng suy nghĩ xem là những loài nào nào. À, ví dụ như về thực vật thì chúng ta thấy có rong, tảo, san hô. Còn về động vật thì có tôm, cua, cá, ốc. Đây là những cái loài mà sinh vật sống ở dưới nước đúng không? Vậy thì sự đa dạng của sinh vật ở dưới nước được rút ra kết luận như sau. Thì sự đa dạng của thế giới sinh vật ở biển và đại dương được ước tính với các tổng các loài động thực vật có khoảng 200.000 loài. Riêng cá biển thì chiếm đến 19.000 loài. Và động vật rất phong phú và đa dạng sống ở tất cả các tầng của đại dương. Ở những sinh vật thì sẽ chia ra thành các tầng. Ở những cái tầng ở trên gần bề mặt thì sẽ có từng loài sinh sống. Và đặc biệt là ở dưới đáy thì cũng sẽ có một số loài đặc hữu sinh sống. Chứ không phải là cùng là một cái loài sinh vật đó mà nó có sinh sống ở tất cả các độ sâu khác nhau của đại dương. Chúng ta vừa tìm hiểu về sự đa dạng của các loài sinh vật. Vậy sinh vật thì đã đa dạng như thế thì liệu thiên nhiên chúng ta sẽ được phân hóa thành các đới như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần 2 La Mã, các đới thiên nhiên trên thế giới. Các bạn hãy quan sát vào hình 22.2, kể tên và xác định trên lược đồ các đới thiên nhiên trên trái đất. Ở đây thì các bạn thấy hình 22.2 này là lược đồ của các đới thiên nhiên này. Nó được chia chú thích thành 3 màu, gam màu, có màu cam, màu xanh lá và màu xanh dương. Mỗi một gam màu thì tượng trưng cho một đới thiên nhiên. Màu cam là đới nóng, màu xanh lá là đới ôn hòa và màu xanh dương là đới lạnh. Thì các bạn hãy xác định cho cô phạm vi của từng đới thiên nhiên này ở trên lược đồ. Thì chúng ta thấy ở đây đới nóng các bạn có thể quan sát ở đây thì nó sẽ có phạm vi đi từ chí tuyến Bắc cho đến chí tuyến Nam với màu cam. Còn đới ôn hòa là màu xanh lá thì đi từ chí tuyến Bắc cho đến vòng cực ở bán cầu Bắc và đi từ chí tuyến Nam cho đến vòng cực Nam ở bán cầu Nam. Và đới lạnh nằm ở vị trí xa gần với cực nhất thì nó sẽ đi với màu xanh dương là đi từ vòng cực Bắc cho đến cực Bắc và từ vòng cực Nam cho đến cực Nam ở bán cầu Nam. Số 2 là hãy nêu đặc điểm của đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh. Phạm vi thì cô đã nói ở bên trên. Và chúng ta hãy tìm hiểu về khí hậu, thực vật và động vật của ba đới thiên nhiên này. Thì cô đã đưa ra bảng tổng kết ở đây, các bạn có thể ghi vào vở. Thì về khí hậu của đới nóng thì có đặc điểm là quanh năm nóng, nhiệt độ cao, chế độ mưa khác nhau tùy khu vực. Còn ở đới ôn hòa thì mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh. Thời tiết thì hay thay đổi thất thường. Còn đới lạnh thì khí hậu khắc nghiệt, quanh năm lạnh, nhiệt độ trung bình và lượng mưa thấp. Thực vật ở đới nóng phong phú đa dạng với rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới, gió mùa, savan. Còn đới ôn hòa thì có thực vật thay đổi từ tây sang đông, rừng taiga, rừng hỗn hợp, rừng lá cứng, thảo nguyên. Và ở đối lạnh thì thực vật rất nghèo nàn, chủ yếu là cây thấp, lùn xen với rêu, địa im. Còn về động vật ở đới nóng rất phong phú và đa dạng, đới ôn hòa thì chủ yếu là các loài hươu, cáo, chó sói, các loài gặm nhấm. Còn ở đới lạnh thì động vật chính ở đây là gấu trắng, hải cẩu và cá voi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại câu hỏi số 3, liệt kê các đới thiên nhiên theo châu lục. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây có cái vị trí của từng châu lục đấy. Thì chúng ta hãy xem tương ứng xem là mỗi một châu lục thì nó sẽ nằm ở khu vực có đới khí hậu nào, tương ứng với màu nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xem ở châu Phi nào.
Châu Phi thì ta thấy chủ yếu phần lãnh thổ của châu Phi sẽ có màu cam đúng không? Thì tương đương với ở đây là đới nóng. Thứ hai đến châu Âu nào. Châu Âu thì chủ yếu là khu vực có màu xanh lá thì đó là đới ôn hòa. Và châu Nam Cực thì nằm trọn vẹn ở trong khu vực màu xanh dương là đới lạnh. Thì các bạn có thể ghi chép phần bảng tổng kết về đặc điểm của từng đới khí hậu này vào trong vở để sử dụng làm tài liệu ôn tập. Nếu các bạn không ghi kịp thì các bạn có thể ấn dừng video hoặc là sau khi chúng ta xem xong bài giảng thì các bạn có thể ấn quay trở lại đoạn giảng để chúng ta sử dụng làm tư liệu học bài. Như vậy, nội dung bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục được cập nhật nội dung của những bài học mới nhé.